Sau việc làm MV tặng bạn đời, Tuấn Hưng tặng bà xã một món quà hết sức ý nghĩa. Phương Uyên hòa giọng cùng Thanh Hà. Cho dù là bao lâu, cho dù là bao lâu, cho dù là nơi đâu, cho dù là nơi đâu. Ngay từ khi mới về chung một nhà, nhiều sao Việt như Phương Uyên, Tuấn Hưng và Thủy Tiên đã khiến dân tình phải quán quéo khi làm hẳn MV cực ngọt ngào để dành tặng bạn đời của mình. Phương Uyên, tối 15 tháng 9 năm 2022, đám cưới của danh ca Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên đã diễn ra trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè, nghệ sĩ thân thiết và người hâm mộ. Sau nhiều đổ vỡ, cặp đôi đã tìm thấy nhau và rồi đi đến một cái kết ngọt ngào, chính là đám cưới đầy hạnh phúc. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Phương Uyên còn khiến nhiều người trầm trồ khi dành đến bạn đời của mình một món quà đặc biệt. Cụ thể, nữ nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc Yêu Em Là Điều Duy Nhất và cho ra mắt hẳn MV chứa đựng những khoảnh khắc đẹp trong hôn lễ trước đó. Đặc biệt trong MV này, cả Thanh Hà và Phương Uyên đã cùng hòa giọng đầy cảm xúc trước sự cổ vũ của toàn thể quan khách. Thủy Tiên, sau 6 năm yêu và hạ sinh con gái đầu lòng, ca sĩ Thủy Tiên và cầu thủ Công Vinh mới chính thức tổ chức hôn lễ vào ngày 27 tháng 12 năm 2014. Đáng chú ý là trước thềm đám cưới, Thủy Tiên đã bắt tay thực hiện một MV khủng làm quà tặng dành cho ông xã. MV Happy Wedding Chỉ Cần Anh Thôi được Thủy Tiên đầu tư trong khâu quay dựng để cho ra những hình ảnh đẹp lung linh. Cô còn cùng ekip sử dụng đến 300 bóng đèn để thắp sáng phim trường nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các cảnh quay. Trong MV, Thủy Tiên và Công Vinh đã có những khoảnh khắc cực ngọt ngào ở lễ đường. Ngoài ra, phân cảnh chân suốt xứ nghệ trổ tài vũ đạo quậy hết mình tại lễ cưới cũng khiến không ít fan ngưỡng mộ. Tuấn Hưng nổi tiếng là sao nam yêu thương, cưng chiều vợ con hết mực, đúng chuẩn người đàn ông của gia đình. Đặc biệt, dù sở hữu vẻ ngoài trắng rõ gai góc, nhưng bên trong con người của Tuấn Hưng lại vô cùng lãng mạn. Còn nhớ trước khi tổ chức đám cưới với Hưng Baby, Tuấn Hưng đã phát hành MV Nắm Lấy Tay Anh. Được biết đây chính là món quà mà nam ca sĩ Hà Thành dành tặng cho người bạn đời của mình. Nội dung MV là câu chuyện dài của một đôi vợ chồng từ lúc còn trẻ cho tới khi về già, chưa một phút giây nào hai người ngừng trân trọng và yêu thương lẫn nhau. Khác biệt, MV Chạy Về Đời Với Anh trình làng vào đầu năm 2022 chính là món quà mà ca sĩ Khắc Việt dành tặng bà xã Thảo BB sau 4 năm kết hôn. Trong MV, đôi vợ chồng lần đầu đóng vai tình nhân và đặc biệt Thảo BB còn góp giọng ở một đoạn ngắn cuối bài hát. Được biết Khắc Việt đã tự lên ý tưởng kịch bản cho MV, nội dung lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình yêu của vợ chồng anh. Trong MV, Khắc Việt xây dựng hình tượng là một nam ca sĩ được nhiều bóng hồng vây quanh, song tâm trí chỉ hướng về người trong mộng. Anh dốc lòng theo đuổi người đẹp Thảo BB đóng và nhận được lời đồng ý của cô. Cả hai tái hiện kỷ niệm thời hẹn hò với loạt cảnh được dàn dựng trong studio. Đinh Ngọc Diệp, Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp là cặp đôi ấn tượng nhất điện ảnh Việt khi chàng là đạo diễn Việt kiều tài hoa, còn nàng là diễn viên xinh đẹp được nhiều người mến mộ. Cả hai tổ chức lễ đính hôn tại nhà riêng theo nghi thức truyền thống với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Khi Victor Vũ quay phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Đinh Ngọc Diệp dù không tham gia diễn xuất nhưng luôn đồng hành với Victor ở hậu trường, hỗ trợ anh làm đoạn phim hoạt hình ngắn được chiếu vào phần kết thúc của phim. Đó chính là một câu chuyện nhỏ từng xuất hiện thấp thoáng trong phim. Câu chuyện về chàng thư sinh và cốc tía cũng là câu chuyện mà Thiều đã kể cho Tường nghe. Đinh Ngọc Diệp là người đã lên ý tưởng và sản xuất đoạn phim này cùng với ekip của mình là lá concept. Cyclo Animation thực hiện phần kỹ thuật hoạt hình. Đoạn phim ngắn 2 phút là món quà mà nữ diễn viên sinh năm 1989 dành tặng cho hôn phu của mình, Cường Seven. Để kỷ niệm một năm yêu nhau, Cường Seven đã làm hẳn MV mang tên Khi Bên Em dành tặng người yêu cũ, Emily. MV với những cảnh quay lãng mạn đẹp lung linh được thực hiện tại huyện đảo Lý Sơn, thành phố Đà Nẵng. Chia sẻ về ý tưởng thực hiện MV dành tặng bạn gái cũ, Cường Seven tâm sự: ngay khi Remastic gửi bản demo của Khi Bên Em cho tôi nghe thử, tôi lập tức nghĩ sẽ dành bài hát này tặng Emily và quay ở một không gian rộng lớn. Bên cạnh những lời đường mật hay quà tặng thông thường, nhiều sao Việt còn chơi lớn đầu tư hẳn MV chứa đựng ca từ bay bổng, hình ảnh ngọt ngào để dành tặng đến một nửa yêu thương. Tin chắc rằng nửa kia của họ đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được món quà này.